mình tới kênh. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công, dạ, kéo cắt và bảo dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên mình sẽ đi tô lại nét bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình để tô và cắt dán sản phẩm của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi cắt dán nha các bạn. Giờ mình sẽ kéo một cách sản phẩm của mình dài các bạn này, các bạn theo dõi quá trình của mình nhé. Thank you.
mình sẽ đi cắt dán các bạn. Các bạn ơi, như vậy là sản phẩm của mình đã xong. Các bạn thấy đẹp, cho mình xin lỗi.